giới thiệu cho mọi người con Yamaha R15 quốc dân. Xe này biển Sài Gòn, đăng ký 2019. Xe lên nhiều đồ chơi cho mọi người. Lên nhiều đồ chơi, giá là 57.800.000. Xe biển Sài Gòn đăng ký 2019. Mọi người đừng so sánh với bình tĩnh nha. Bình tĩnh thì nó rẻ hơn 31 triệu thì em có luôn. Đăng ký 2019, xe nhiều đồ. Lên bộ tem chùm cá mập. Màu zin trong là màu đen nha mọi người. Màu zin trong là màu đen. Đó, em có nhiều xe lắm. Rồi, bây giờ em vô chi tiết luôn nè. Đầu tiên là bộ tem chùm. Mà trong là màu đen. Nè, lên cặp đèn chờ sáng. Cặp đèn chờ sáng L4X. Lên cặp đèn chờ sáng L4X. Này kia đó, tem chùm quá đẹp luôn. Tem chùm cá mập nha mọi người. Tem chùm cá mập, xi nhan nè. Chống đổ nè, jacket nước nè, nhiều đồ lắm. Phụ xe đạp không có xì dầu nè. Đó, ốc tán này kia là sấn chân à. Để gì thẳng băng nè, để về cui à. Đó, ốc tán nè. Thấy không? Ốc tán quá đẹp luôn. Mọi người mua về đó mới lên đồ chơi này kia nha. Mua về chạy thôi. Đó. Thấy không? Bộ tem cá mập không ưng thì lọt ra. Đó. Lên bộ Yoshimura full system luôn. Nghe ấm. Nói chung là R15 đi nghe đi vậy nghe ấm chứ đừng có đi Yoshi này kia nghe nó la lắm. Thấy không? Đó. Nè, phía trong quá đẹp luôn nha mọi người thấy không? Em soi từ phía trong cho mọi người thấy luôn nè. Đó. Soi từ trong ra ngoài luôn cho mọi người thấy luôn. Không có gì để chê hết. Dàn áo cái chân này kia là rất chi là đẹp. À, có lên bảo vệ tay thắng nữa nè. Bảo vệ tay thắng latex nhúng carbon. Bảo vệ tay thắng latex nhúng carbon. Ba biển số đút gầm, xi nhan sau. Biển số Sài Gòn. Đó, đi sau dày cui nè, đó mọi người nè. Đi sau dày nha. Ốc tán sáng chân à. Ốc tán lắp cốt này kia là sáng, không có gì để gọi là chê bai chích móc gì hết. Không, em bán xe tao là quay trực tiếp như vậy cho mọi người dễ xem nha. Giá quá rẻ, 57.800.000 thôi một con biển số Sài Gòn. Lên bộ tem chùm cá mập nhưng xin dễ còn kẹt xe ben. Ghi sức chạy lúc sau cũng vậy nữa. À, bắt đây là bắt hạ phục rồi nha. Xe này có hạ phục rồi. Xe này có bắt hạ phục rồi nè mọi người. Thấy không? Đó, thấy không mọi người thấy không? Nhìn sáng chân à. Không có gì để chê hết. Hàm tem cá mập Yamaha R15V3 đăng ký 2019. Một con xe quốc dân. Con xe đẹp nhất trong cái phân khúc mà Sport 150. Rồi, bây giờ để em đề máy thử cho mọi người nghe nè. Cùm này kia là còn đẹp hết nha. Đó. Cùm bắp sinh này kia là còn ok hết. Thấy không? Nè, đó, bàn thờ ghi đông này kia là quá đẹp luôn nè. Thấy không? Phục sáng chân. Không có gì để chê hết. Rồi. Em đè máy thử cho mọi người nghe nè. Rồi, quá đẹp nha mọi người. Quá đẹp, quá rẻ. Ngoài ra em còn có nhiều màu nữa. Mọi người thì cứ tới tham khảo. Màu gì cũng có. Rồi. Đây. Màu gì cũng có. Riêng R15 thì em chắc 7-8 chiếc á. Đây. Màu xanh xám, xanh đen này kia, màu đen bóng, đen nhám này kia có hết nha mọi người, ok. Rồi nha anh em, xe thì đẹp nè, bóng loáng, ốc tán sáng chân. Thì em đã rửa full từ trong ra ngoài rồi. Thì anh em mua về thì không phải dọn rửa làm gì thêm nữa, là về chỉ việc đổ xăng chạy thôi, đừng có so sánh mấy cái xe cũ hay là xe mà hư này kia rồi anh em về sửa rồi rửa này kia còn tốn thêm tiền nữa nha. Rồi thì bên em mua xe á thì có tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm với lại là bảo hành cho anh em, tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm và bảo hành cho anh em nha. Đây giờ cửa hàng em là địa chỉ là 59 Tô Hồng Vân nha. Trung tâm của thành phố Thủ Đức. Anh em cứ gõ Google Maps thêm mô tô Thủ Đức ra.
Đây, cửa hàng em rất là bự nha. Trạm xe lít thì mô tô Hữu Đức nha. Em có thời là sao? Hỗ trợ rồi quay đầu thi bằng lái này kia đầy đủ hết cho anh em luôn. Có quẹt thẻ trả góp nè. Rồi anh em nào có thẻ visa trả sau á thì mình quẹt được lãi 0%. Rồi còn không có thẻ thì mình trả góp qua FEDIP thì cái đó thì hỗ trợ ít hơn, hỗ trợ có 40 triệu thôi. Thì tất cả các xe ở đây thì anh em, đây xe rất nhiều nha. Anh em mua xe thì tất cả xe hải quan hết. Em không bán xe thanh lý với xe giấy tờ hợp lệ, nên mua bán hay là rút gốc này kia em hỗ trợ hết. Rồi anh em mà muốn ship xe tỉnh á thì chuyển khoản cọc cho em, em sẽ ship tận nơi cho anh em toàn quốc nha, từ Hà Nội rồi tới Cà Mau này kia, rồi cứ hú em chuyển khoản cọc và ok. Xe thì em quay như clip, không có sai sót, không có gọi là chỉnh sửa gì trên nó hết, hỗ trợ anh em thì bằng luôn nha. Rồi anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ em, địa chỉ trên đó, à quên, số điện thoại là ở trên đó luôn. Hoặc anh em có thể xem khảo nhiều xe nữa trên Facebook của em hoặc là trên fanpage. Số điện thoại của em là 0937 201 290, và số thứ hai là 0924 700 900. Địa chỉ là 559 Tô Ngọc Vân nha, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, mặt tiền luôn nha. Anh em đi Phạm Văn Đồng quẹo phải vô khoảng là 300m là thấy tiệm em thôi. Rồi xin chào anh em thấy hay thì cứ like cho em một phát để sau này có những cái xe khác em đăng lên anh em dễ xem.